Có chuyện gì xảy ra thế kia? Tại sao thần ánh sáng lại bị nhốt trong bong bóng ác mộng như vậy? Liệu nữ thần có thoát được ra không? Theo chân qua Fairy Tale đến với câu chuyện ngày hôm nay ngay thôi nào. Thuở xa xưa, trái đất được cai quản bởi nữ thần bóng tối và nữ thần ánh sáng. Nữ thần ánh sáng luôn được người dân chào đón vì bà đem lại sự sống cho muôn loài. Bà còn đem đến cho mọi người những giấc mơ đẹp. Chính vì điều này mà thần bóng tối luôn ghen tị với thần ánh sáng. Vì cớ gì cũng là thần mà cô ta lại được yêu mến, còn ta bị xa lánh hắt hủi như vậy chứ. Ta không cam tâm. À đúng rồi, tại sao ta lại không lên một kế hoạch hoàn hảo để bắt cóc cô ta? Như vậy thì ta sẽ có thể thôn tính thế gian này. Thần ánh sáng có một linh thú trấn yểm. Linh thú luôn giúp thần đi thu thập những cơn ác mộng, bảo vệ giấc mơ đẹp cho mọi người. Thần bóng tối lên kế hoạch bay ra một đường những bong bóng ác mộng và dụ khu thần vào lãnh địa của mình. Thần ánh sáng vì đi tìm hưu thần nên rơi vào bẫy của thần bóng tối và bị mụ nhốt trong bong bóng ác mộng không thể thoát ra. Trước khi bị hút vào bong bóng, thần ánh sáng đã cố gắng thả linh thú ra, mong rằng mụ thần sẽ được cứu vớt. Đi đi, đi mau đi, hãy thoát khỏi đây và tìm cách cứu thế gian. Linh thú sau khi cố thoát ra được, mình mẩy bị thương. Nó gắng gượng đi khắp nơi mong tìm kiếm được một tia hy vọng cứu lấy thần ánh sáng. Bởi vì không có thần ánh sáng, thế giới rơi vào tối tăm. Con người đêm đêm hoảng sợ vì ngập trong ác mộng. Linh thú cứ lang thang cho đến khi bước vào một ngôi làng. Nó kiệt sức gục xuống. May mắn thay, nó đã được cô bé Emma, một cô bé mồ côi đáng thương, đem về cứu chữa. Sau khi tỉnh dậy, hưu thần cảm ơn và hỏi thăm cô bé. Cảm ơn cậu, ân nhân của tôi. Cậu đã cứu lấy mạng nhỏ này của tôi. Không cần khách sáo như vậy, cậu tỉnh lại là tôi vui lắm rồi. Sao cậu lại ở có một mình trong căn nhà đơn sơ thế này? Cha mẹ cậu đâu? Tôi vốn là trẻ mồ côi, được trưởng làng nơi này nuôi lớn. Nhưng đáng buồn thay, con gái của trưởng làng lại không hề thích tôi. Tất cả những bạn bè đồng trang lứa đều cô lập tôi, nên tôi luôn cô đơn một mình như vậy. Nhưng tôi vẫn luôn tin rằng mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với tôi thôi. Tôi cũng vốn là linh thú của thần ánh sáng, nhưng hiện tại nữ thần của tôi đã bị thần bóng tối bắt cóc. Tôi lo lắng lắm. Thiếu đi nữ thần, thế giới sẽ chìm trong tăm tối và ác mộng. Vậy hãy để tôi giúp cậu. Để cứu được thần, cậu cần bước vào thế giới giấc mơ và đánh thức nữ thần tỉnh khỏi cơn ác mộng. Điều này nguy hiểm lắm. Cậu đừng lo, tôi sẽ tìm ra cách để cứu nữ thần. Dù sao tôi cũng không thể để mọi người sống trong ác mộng mãi mãi được. Hưu thần nhìn thấy sự quyết tâm của cô nên đồng ý. Hưu lùi lại lắc lắc cặp sừng, lập tức cánh cổng bước vào thế giới giấc mơ hiện ra. Chờ một chút, tôi có món quà tặng cậu. Chúc cậu bình an và may mắn. Và hãy nhớ rằng đôi khi mình có thể tự điều khiển giấc mơ của chính mình đó. Emma vui vẻ vẫy tay chào Hưu và bước vào. Đặt chân đến thế giới giấc mơ, những hạt bụi trên người Emma bỗng quá phết, khiến bộ quần áo rách rưới cô đang mặc thành một bộ trang phục lộng lẫy. Không những thế, còn có thêm một cây kiếm nhỏ rơi vào tay cô. Emma vui vẻ vô cùng. Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu thì cô bị bao trùm bởi sự lạnh lẽo u tối vô cùng. Cô dò dẫm bước thì bỗng bị chặn đứng bởi một giọng nói. Kẻ to gan dám quấy phá thế giới giấc mơ. Trước mặt ngươi là ba con kỳ lân. Một trong ba con chính là trưởng làng yêu quý của ngươi bị phù phép. Ngươi buộc phải đưa ra lựa chọn. Nếu như ngươi chọn sai, trưởng làng của ngươi sẽ mãi mãi không thể quay lại đâu. Emma luống cuống không biết lựa chọn ra sao, vì ba con kỳ lân giống hệt nhau.
Nhưng rồi cô lấy lại bình tĩnh, quan sát thật kỹ và nhận ra ánh mắt Kỳ Lân ở giữa vô cùng giống trưởng làng, một ánh mắt trìu mến và có màu xanh nhạt hơn với ánh mắt của hai chú Kỳ Lân còn lại. Cô vội chọn ngay con ở giữa. Lập tức trưởng làng hiện ra mỉm cười với cô. Con gái, cảm ơn con đã cứu ta. Chúc con bình an. Em ba tiếp tục cuộc hành trình của mình. Lúc này cô đi đến một góc vực thì thấy con gái của trưởng làng, người luôn bắt nạt mình, đang treo leo chuẩn bị rơi xuống vực ở phía bên kia. Em ba lập tức chạy qua cây cầu nát, muốn sang bên kia cứu bạn, nhưng đi một nửa cây cầu đứt đôi. Đúng lúc này, con gái trưởng làng cũng tuột tay. Emma may mắn bám được vào nửa đoạn cầu và kịp thời với tay ra tóm được bạn. Hai cô gái cố hết sức bám vào mảnh cầu treo và leo lên được mặt đất. Thoát nạn, con gái trưởng làng nắm tay cô và xin lỗi. Emma, cảm ơn cậu đã bất chấp tất cả để cứu mình. Mình thật lòng xin lỗi về tất cả những chuyện xấu xa đã xảy ra cho cậu. Chúc cậu bình an quay trở về. Emma tiếp tục bước đi với sự vui vẻ vì đã cứu được hai người. Đến tận cùng của giấc mơ, cô nhìn thấy nữ thần ánh sáng đang ngủ thiếp đi trong bong bóng ác mộng. Cô toan chạy lại, đập vỡ bong bóng giải cứu nữ thần thì bị thần bóng tối chặn lại. Muốn cứu cô ta không dễ dàng như vậy đâu. Phải qua được cửa ải của ta, cô bé à. Nín đâu, tấn công. Emma rút kiếm chiến đấu nhưng nhanh chóng bị hạ gục. Khoan đã, mình đang ở trong thế giới giấc mơ mà nhỉ? Mình có thể tự điều khiển giấc mơ của mình cơ mà. Vậy là Emma nhắm chặt mắt lại và tưởng tượng rằng xung quanh mình không phải quái vật mà chính là những dân làng bao quanh cười nói với cô. Lập tức quân đoàn bóng tối tan biến. Thần bóng tối tức giận bắn những tia phép về phía cô. Emma kỹ càng đón tia phép và tưởng tượng ra đó là những cơn gió mềm mại. Emma mạnh mẽ xông lên vượt qua thần bóng tối. Chú kiếm chém vỡ bong bóng ác mộng. Thần ánh sáng từ trong ác mộng tỉnh dậy. Thần làm phép khiến cho thế giới bừng sáng. Thần bóng tối bị nhốt lại trong chính bong bóng ác mộng do mình tạo ra. Vạn vật nhờ ánh sáng mà cũng xanh tươi không còn hiếu úa. Thần ánh sáng đưa Emma trở lại thế giới thực tại. Emma, cảm ơn con. Con đã cứu ta và cả thế giới này. Con quả là một cô bé nhân hậu nhất mà ta từng gặp. Mọi điều may mắn sẽ đến với con yêu. Con gái của trưởng làng cũng tìm đến và ngỏ ý muốn làm bạn với Emma. Kể từ đó, cô bé sống trong sự yêu thương của tất cả mọi người. Nhờ có thần ánh sáng, mọi người không còn sợ ác mộng, sống an yên mãi về sau. Ở tập trước, chúng ta đã chứng kiến câu chuyện tình yêu cảm động giữa Wando và Brenna. Có ai thắc mắc về khế ước giữa các thần chết và nữ thần của vùng đất Vĩnh Hằng là từ đâu không? Hãy cùng nghe War Fairy Tales kể rõ mọi chuyện nhé. Ngày xưa, trên trái đất có rất nhiều những thần tiên. Mỗi thần tiên sẽ có một nhiệm vụ của riêng họ. Hàng năm, một bữa tiệc sẽ tổ chức để các thần tiên ở mọi nơi có thể hội tụ lại cùng nhau. Lúc bấy giờ, cha của Wando là một trong những thần chết ưu tú nhất, có khả năng kế thừa vị trí thần chết tối cao. Tên ông là Dominic. Trong bữa tiệc năm nay, Dominic vô tình được gặp gỡ một nàng tiên hoa tên là Iris. Họ đã cảm mến nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng, luật của các tiên cấm không cho tiên yêu một thần chết, nên họ chỉ có thể lén lút gặp gỡ nhau. Iolanthe là em gái của Iris và cũng là một nàng tiên hoa.
Từ sau bữa tiệc hôm trước, chị Iris có gì đó rất lạ. Hay là mình thử đi theo chị ấy xem sao? Yolande vô cùng bất ngờ phát hiện ra chị mình đang hẹn hò với một thần chết. Iris, sao chị lại dám hẹn hò với thằng chết? Iolen, sao em lại ở đây chứ? Chị thừa biết nó bị phát hiện sẽ phải chịu phạt như thế nào mà. Chị, nhưng mà chị và Dominic thật lòng yêu nhau. Chị xin em hãy giúp chị giấu kín chuyện này nha. Xin em mà, hãy giúp chị giấu kín chuyện này đi. Cảm nhận được tình cảm của chị mình dành cho vị thần chết kia, Iolanthe cũng không đỡ làm khó họ. Thôi được, em sẽ giúp chị giấu chuyện này. Chị hãy nhanh về sớm, kẻ bị trưởng tiên phát hiện đó. Chị cảm ơn em, chị sẽ về ngay mà. Từ đó, Iolanthe thường giúp đỡ cho Iris trốn đi gặp Dominic. Thế nhưng một ngày nọ, trưởng tiên đến thăm họ một cách đột ngột. Không thấy Iris ở đâu, trưởng tiên liền nghi ngờ. Sau khi cho người đi tìm, thì trưởng tiên đã vô cùng tức giận khi phát hiện ra chuyện Iris lén lút hẹn hò với một thần chết. Iris bị đưa về trời và chịu phạt, vĩnh viễn không được gặp lại vị thần chết đó nữa. Không nỡ nhìn chị cứ mãi ủ rũ, Iolanthe bèn tìm cách để giúp Iris trốn thoát. Đúng theo kế hoạch đã bàn trước với Dominic, Iolanthe lén đến mở cửa giải thoát cho Iris. Sao em lại vào đây? Trưởng tiên biết được sẽ không vui đâu đó. Em đi đi. Dominic đang đợi chị ở chỗ cũ. Hai người hãy cùng nhau rời khỏi nơi này, về sống hạnh phúc cùng nhau đi. Còn em thì sao? Em sẽ thay chị ở lại đây để tránh mọi người phát hiện. Nhưng mà em sẽ bị trách phạt mất thôi. Không được đâu. Chị không cần phải lo cho em. Từ nhỏ chị đã che chở và giúp đỡ cho em rất nhiều rồi. Bây giờ chị hãy sống cho hạnh phúc của chị. Em cùng lắm là bị phạt giam giữ ít hôm thôi, rồi sẽ được thả ra. Còn tình yêu của chị thì không thể bỏ lỡ được đâu. Iolene, chị cảm ơn em nhiều lắm. Được rồi, chị hãy nhanh chóng đi đi, kẻ bị phát hiện đó. Một lúc sau, trưởng tiên đi đến phòng giam để thăm Iris. Iris, ta biết con rất đau lòng, nhưng luật lệ này đặt ra là để tốt cho chúng ta. Con hãy quên tận chết đấy đi. Sao lại là con? Sao con dám? Sau khi phát hiện ra Iris đã bỏ trốn, trưởng tiên lập tức cho người đuổi theo. Dù thần chết không cấm đoán dù chúng ta yêu nhau, nhưng họ cũng sẽ không thể bao che cho chúng ta đâu. Vậy chúng ta biết đi đâu bây giờ chứ? Chúng ta chỉ còn cách đánh liều đi đến thế giới của quỷ, nơi đó các tiên sẽ không thể làm gì được chúng ta nữa. Đến được vùng đất của quỷ, họ tạm thời tránh được sự truy bắt của tiên, thế nhưng phải nghĩ cách để đối phó với quỷ vương. Nghe thấy có tiên đi vào lãnh thổ của mình, quỷ vương đã vô cùng tức giận. Nhưng khi nghe câu chuyện từ Dominic, tên quỷ vương liền thay đổi thái độ. Ồ, ta rất thông cảm với hoàn cảnh của hai người. Các người cứ ở lại đây đi. Dù gì ta với thần chết tối cao cũng có chút quan hệ bạn bè mà. Thế là từ đó, hai người cùng chung sống hạnh phúc với nhau ở vùng đất của quỷ. Một thời gian sau, Iris hạ sinh một người con trai khấu khỉnh. Cảm ơn nàng nhiều lắm, Iris. Ta sẽ gọi nó là Wando. Nàng thấy sao? Wando. Ta rất thích cái tên đó. Cuối cùng thì ta cũng đã đợi được ngày đứa trẻ này ra đời rồi. Nhanh giao đứa ra cho ta đi. Ngươi có ý gì? Đứa trẻ này mang trong người cả hai nguồn sức mạnh. Chỉ cần ta hấp thụ được nó thì ta sẽ thoải mái đi lại giữa các vùng đất thần tiên mà không phải lo sợ nữa. Ngươi đừng hòng có được con của ta. Tên quỷ bắt đầu tấn công hai người để cướp lấy đứa bé.
Sau một hồi chống cự, hai người cũng đã thấm mệt. Iris, ta e rằng cả hai khó mà thoát khỏi nơi này. Ta sẽ cố giữ chân bọn chúng. Nàng hãy đưa con chúng ta mau thoát đi. Chàng hãy để ta giữ chân chúng, vì ta sợ rằng mình không thể chạy xa được với vết thương này đâu. Hóa ra lúc nãy Iris đã bất cẩn để bọn quỷ đánh bị thương nghiêm trọng, nhưng nàng phải cố gắng gượng để không khiến Dominic lo lắng. Ngay sau đó, Iris sử dụng phép thuật của mình, đưa Dominic cùng con trai thoát ra khỏi vòng vây của quỷ. Ta xin chàng hãy giúp ta nuôi nấng con khỏe mạnh. Ta thật sự rất yêu hai người. Không còn cách nào khác, Dominic chỉ còn cách chạy về cầu cứu người ở thế giới thần chết. Lũ quỷ không thể nào tiến vào trong vùng đất tử thần, chỉ đành hậm hực quay trở về. Dominic, ngươi thật to gan, dám làm ra những chuyện thế này. Ta đã biết lỗi của mình và sẵn sàng chịu phạt. Chỉ xin người hãy chấp nhận nuôi dưỡng đứa trẻ này. Nó mang trong người dòng máu của thần chết, nên sẽ không bao giờ được các tiên chấp nhận. Còn nếu để nó ngoài kia, bọn quỷ sẽ làm hại nó mất. Coi như ta cầu xin ngài. Thôi được rồi, tao cho phép đứa trẻ kia được ở đây. Ta xin đội ơn ngài. Wando, bây giờ con đã được an toàn rồi. Iris, ta sẽ chăm sóc cho Wando thật tốt. Nàng hãy yên lòng nhé. Còn về phần Iolanthe, vì dám làm trái lệnh giúp đỡ Iris bỏ trốn, nên nàng phải chịu phạt. Khi nghe tin chị mình gặp nạn, nàng đã vô cùng đau khổ. Không thể thế được. Cái tên Dominic, ta đã tin tưởng ngươi, vậy mà ngươi lại không thể bảo vệ được chị Iris. Ta sẽ bắt ngươi phải trả giá. Cái kết buồn cho một chuyện tình. Liệu Iolanthe sẽ làm gì để trả thù cho chị của mình? Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hãy cùng chờ đón ở phần tiếp theo nhé. Fairy Tales.